Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trời ơi trời, xuân thu nhị kỳ, năm có hai lần à, vậy mà sáng đi không nổi. Trời ơi, mới có 76 tuổi chứ nhiêu, sao yếu dữ vậy trời. Tôi dặn mấy cậu thanh niên nha, còn trẻ phải dưỡng sức à, đừng có xả láng sáng về sớm giống như tôi, về nghỉ thở sớm à nha. Trời ơi trời, ai treo cái tấm hình này nữa vậy hả? Nói rồi, lớn tuổi sợ nhất với cảnh đợt đồng khô hiu quạnh này lắm. Đừng có treo mấy cái tấm này, tôi sợ quá. Ít ra phải treo mấy cái tấm như vậy nè. Trời đất ơi đó, như vậy mới sống nổi chứ. Phải treo đồng đồi thông hai mộ vậy mới được. Trời ơi, ôi sao mà nhức cái chân quá. Nữa, bởi vì già quên đầu quên đuôi, lấy cái miếng sa lông bát ra dán mà cũng quên. Trời ơi, mẹ đi con ơi. Thiệt á, con gái con đứa vậy mà đi đứng chậm chạp à. Đi shopping với mày tao mệt ghê, không có mua được cái gì hết trơn á. Mới có 10 cái bóp, 20 đôi giày với 18 bộ đồ lót cái đòi về à. Lẹ đi bà. Mệt ghê. Trời ơi má. Vậy má làm gì má già mà má đi như ngựa vậy đó. Con ruột theo muốn chết luôn vậy đó. Má tí hả con không? Bụng nặng nề vậy sao mà con đi lẹ được. Ăn đi con, ráng ăn cho nhiều lên đi con, là có bụng chành anh gì vừa đẻ vừa la đó nha con. Con thấy má chưa có đẻ má cũng la vậy. Trời ơi mà má ơi, má ơi, má ơi. Cái gì? Sao ngộ quá à. Sao? Tự nhiên cái có chồng cái có bầu à. Trời đất ơi. Thì có chồng mày. Trời thì mới có bầu chứ sao. Ý dạ con bắt nói nữa. Mà cũng ngộ nữa đó má. Ngộ tự gì? Tự nhiên có bầu cái bụng nó bự à. Trời ơi, có bầu cái bụng không bự, mày muốn bự cái lưng hả mày? Ờ ha. Nhiều khi con nghĩ bụng cái lưng nó dễ đi hơn á má. Thiệt á, quá trời là tội nghiệp tôi. Gia tài có đứa con gái mà nó khùng khùng khiệu khiệu vậy nè. Quá trời, tội nghiệp tôi. Sao má? Thì bao nhiêu cái khôn lanh ấy, xinh đẹp tôi rước hết trơn rồi. Còn nói vậy đó, cũng lỗi tại tôi. Hồi đó nó có bầu đó, cao lương mỹ vị không thèm. Thèm ăn đất sét. Bởi vậy giờ cái đầu nó đất không vậy đó. Bây giờ má hỏi thiệt con nha. Dạ. Con có bầu con thèm cái gì? Trời ơi, con đâu có thèm đất sét như má đâu. Vậy đỡ đó con. Con thèm ốc heo. Ốc heo? Ừ. Thêm một đứa ngu nữa. Đúng là gia đạo bất hạnh mà. Cục cưng về rồi hả cục cưng? Tới ôm cái coi cục cưng. Trời ơi trời, nãy giờ rồi cục cưng ơi. Ôm cái coi cục cưng. Má, chồng của con. Ủa? Mà má. Rể ngoan, xin lỗi. Ủa? Nha con. Xin má lỗi. Hả? Xin lỗi con, tại má nghe cưng cưng cục cục là má chạy tới, má xả tới à con. Dạ, con chào má. Chào con, rể dội. Dạ, rồi. Đâu coi cục cưng của con đâu. Đây. Đây, anh hung cái coi. Ra đứng đó đi rồi từ từ em ra, đi ra đây, đi đây, đỡ đây. Con rồi má. Đây. Trời ơi. Trời ơi mệt quá à. Hung nó đi con. Hung cái hả? Coi. Hung. Trời quải đạn quá má. Hung đi con hả? Hung cái coi. Cái gì vậy Liên? Cái gì kỳ vậy? Má ơi, từ ngày có bầu ốm ngán kỳ cục quá à. Sao con? Ốm ngán nó nhìn chồng nó muốn ói à. Có gì lạ đâu. Mà đó má có bầu con mới thấy đàn ông cũng muốn ói vậy. Không, nhưng mà con nhìn chồng con muốn ói, còn nhìn mấy cha hàng xóm tự nhiên muốn nhậu à má. Ủa,
Má qua đây có chuyện gì vậy má? Thì má qua má coi vợ mày chừng nào đẻ. Hả? Má em có ghẻ hả? Hả? Cái gì? Má mới nói. Không có. Ý là má qua coi chừng nào em đẻ. Em đẻ. À trời ơi, quên. Má, tội nghiệp thông cảm đi. Anh bị điếc, điếc. Không. Cái đó anh cử. Sao vậy? Anh cử ăn cháo huyết. Cái gì vậy? Trời quá. Thôi thôi anh ơi. Vô dùm cái đi. Hả? Má cần cái bô hả? Trời ơi. Nó biểu mày đi vô. Đi vô. À má kêu con đi vô. Ừ. Vậy mà cô tưởng má cần cái bô. Trời ơi em nha. Em cũng ác dữ nha. Sao vậy? Tối không để cho anh ngủ. Cứ biểu lột ra lột vô hoài. Cái gì con? Đi không muốn nổi vậy. Trời ơi bụng bự vậy mà lột ra lột vô gì vậy? Thì hôm qua ổng bị cảm lạnh. Rồi bắt con đeo vớ vô lột ra, đeo vô lột ra, đeo vô lột ra chứ đâu có lột gì đâu má. Hết hồn hết vía. Em ơi. Hả? Em coi giùm dán giùm anh mấy cái miếng salon pass. Ôi đó lấy chồng về. Trời toàn con... dán salon pass không ổng làm ăn được gì hết má. Nhất không nào. Nhất... Đâu chỗ nào? Dỡ như... lên đi con, dỡ cho nó dán con. Cặp giò nè. Đâu đem coi coi. Tội nghiệp hết. Anh ơi dán hết rồi. Ủa? Quên dán rồi mà chỗ quên. Chỗ nào nó dán dạ. Con. Bởi còn vì nào không? Bên còn kia bên đây là chắc chưa có dán luôn đâu. Trời đất ơi. Anh biết sợ dữ lắm ơi. Dán hết rồi. Ủa dán hết rồi. Ừ. Coi còn có chỗ nào không? Em coi còn có chỗ nào còn có thịt em dán cho anh. Còn ngồi ngồi đi em dán cho. Ê thôi em ơi. Gì? Trời ơi tóc anh còn có 3 cọng mà. Em dán nó đi ngủ hết luôn á. Thôi. Em ở nhà lo cho má nha. Rồi. Anh đi bác sĩ. Con bệnh gì con? Dạ không có, con đi bác sĩ thẩm mỹ. Chứ vậy? Dạ nói cho nó dài ra. Nói gì? Dạ nói tóc. Trời ơi mặt con lúc này giống như sữa ông thọ vậy. Càng ngày tóc nó càng rụng. Ủa? Cái gì? Má lúc này trông thấy má trẻ nha. Vậy hả con? Dạ. Ai có nói lúc này má trẻ một cách tự nhiên dễ thương vậy hả con ha? Dạ. Má em trẻ tự nhiên á, căng da trán có 1 lần, căng da mặt 2 lần, căng da cổ có 4 lần. Trời ơi. Vậy má giống con? Có, má thấy con lúc này cũng trẻ đó của à. Ủa? Con lớn hơn má 30 tuổi vậy đó. Mà thấy đâu có già hơn má bao nhiêu đâu con. Vậy hả má? Trời ơi, con còn đẹp trai mà trẻ trung vậy hà. Khỏe trời mạnh vậy hà. Má khen con làm con mắc cỡ quá. Con thấy má giỏi cũng dễ thương ghê. Trời đất ơi. Thôi con đi nha má. Trời thằng đúng mắc dịch mà. Liên, có chân á. Gì má, sao thằng chồng mày lúc này nó già dữ vậy con? Hả, nó đứng gần tao nó giống như ba tao vậy đó. Trời má, nhìn mặt má kìa sao má sân si dữ vậy? Má vừa mới khen chồng con là trẻ, ổng vừa đi cái má nói già là sao má? Con không hiểu má làm sao hết trơn á. Con ngu lắm để má nói cho con nghe. Sống ở trên đời phải lẻo lự môi miếng chút xíu. Lời nói không mất tiền mua mà con. Trời nhất là con lấy thằng chồng triệu phú, con phải biết nịnh hót nó để con ăn gia tài chứ con. Gia tài vậy trời ơi, có con với giả có bầu rồi là ăn gia tài. Ăn gia tài cái gì? Mày có bầu cái gì? Thì đương nhiên là con phải có bầu con mới ăn gia tài của nó chứ. Chứ má muốn con làm sao? Má muốn con phải biết nịnh hót thằng chồng, con phải biết hung hít nó, con phải biết điêu thuyền. Điêu thuyền làm sao? Đây để má chỉ vài tuyệt chiêu. Rồi. Giờ má có những cái chiêu này cho nên má ở giá từ 15 tuổi tới giờ đó con. Má nói cho con nghe, thằng chồng con vừa bước vô nhà phải không? Con kêu honey. Ủa làm vậy chù đó con? Chù cái mỏ giống như chuột chù vậy hả má? Trời đất ơi. Cái mỏ tao xích xe mà chuột chù đúng là con này nó ngu dễ sợ luôn đó. Con biết làm điêu thuyền không? Điêu thuyền làm sao nữa? Biết ổng mẹo vậy nè, sàn tới sàn lui ổng mẹo vậy nè. Honey. Trời. Biết không? Đứng làm gì lại tôi coi coi. Sao? Sàn điêu thuyền giống như không có xương, giống như điêu vậy đó con. Honey, sàn. Honey, honey. Đó. Trời ơi má ơi, con không thấy giống điêu thuyền mà con thấy con giống chèo thuyền quá. Thôi thông cảm nha bà ngoại, hơi tửng tửng. Không cảm ơn con. Không sao đâu con, để má nói cho con nghe. Bây giờ vậy nè, con phải biết văn chương. Con phải nói chuyện với chồng con phải văn chương cải lương chút xíu. Con nói anh ơi, nếu anh mà bỏ em á thì em sẽ chết. Phải làm vậy nữa đó hả? Ừ. Trời mệt quá con. Làm thử má coi đi. Gặp chồng tới phải không? Ừ. Anh ơi, nếu anh mà bỏ em á thì em sẽ chết. Chị má. Trời ơi con ơi, mai là tao không có bầu nữa nghe mày. Sao? Mày đánh chỗ này tao chết. Ai mà má đứng gần chi? Thằng của con đánh chỗ này nó chết rồi làm sao con? Con phải biết nó để tài sản lại cho con muốn làm gì nó làm con làm. Nữa trời suốt ngày má nhắc tài sản không được. Con phải bắt nó viết di chúc cho con. Di chúc làm sao? Cho mày coi cái vụ Anna Nicole Smith gì nè. Đây đọc đi con. Cái gì thôi má, con mệt luôn, con nhức đầu, con không đọc đâu, má đọc đi. Rồi không đọc tao đọc, tao đọc rồi tao kể cho mày nghe. Cái con Anna Nicole Smith này nè, nó lấy thằng cha triệu phú 89 tuổi, mới 14 tháng chả chết queo, nó hên kia chưa? Nó lãnh được 88 triệu đô la. Còn mày lấy thằng của gần 2 năm nay rồi nó không chịu nghỉ thở là sao vậy con? Má,
Vậy đây nè, má nhìn cái hình con Anna Smith nè, má coi nè. Trời ơi, phần trên của nó nè, như là hai trái dưa hấu vậy đó. Ông chồng già ông nằm êm, ông để tiền bạc triệu cho nó. Còn má coi nè, con cũng dưa hấu mà nó dồn vô một cục dưa hấu ở đây nè. Má, ông già nằm chán trường con mệt ghê đó. Mà cũng tại má hết đó. Sao? Má hứa với con hả, lấy ổng 3 tháng sau về ông chết liền. Đó, ai ngờ đó, 2 năm rồi còn sống nhăn răng là tại má mới bắt con lấy chứ bộ. Bà đâu có biết nó sống dài dữ vậy đâu. Tao biết sống dài vậy tao gả mày cho Nguyễn Ngọc Ngạn cho rồi đi. Mày cha đó má. Má mày nghe, Nguyễn Ngọc Ngạn cái số nó không có sống dài đâu, tao biết trước mà. Vậy hả má? Ừ. Thôi má đừng có bàn nữa, con mệt quá đi má ơi. Chứ sao? Không, không, không kể nó không sao đâu. Rồi có gì rồi, rồi con sẽ nói ổng để của cải lại. Ý. Chết rồi má ơi, con cái quên, gì? Con quên. Hừ, mua thuốc bắc, mua thuốc bắc. Chị, nấu thuốc bắc chi? Thuốc bắc á, chồng con ổng đi khám bệnh á, đường ổng cao lắm, tới 300-400 lận. Cho nên bây giờ uống thuốc bắc cho nó xuống. Đường cao hả con? Ủa? Có đồ chơi rồi. Cái gì? Con ngu lắm, con dành cái thời giờ con sát thuốc bắc dưỡng thai đi. Tiểu đường chứ gì? Hả? Để má trị. Mấy người tiểu đường khoái ăn chè lắm. Một ngày má cho nó ăn 20 chén chè. Ăn chè thay cơm cho nó mau qua đời để con lãnh tài sản con. Trời ơi vậy hả má? Ừ. Trời ơi má giỏi, má thông minh quá. Đi vô con, lẹ lẹ lẹ. Giờ con lo thuốc bắc, má lo này chè nha con. Rồi rồi má. Đi đi đi. Ấy giời ơi, nhớ cho nước cốt dừa ăn cho đã nha má. Trời ơi. Có cái mấy cọng tóc không mà khổ quá. Đi bao nhiêu ông bác sĩ, ông nào ông nấy cũng cho thuốc uống vô để mọc tóc. Càng uống thuốc tóc càng rụng, mà lông mày nó càng mọc, mọc như cái đám rừng á. Trời ơi khổ quá. Trời ơi ba. Ai vậy? Trời ơi ba. Trời, mày đã hả cải? Con cải nè. Mày đi đâu mấy năm trời rồi hôm nay mày mới trở về vậy? Trời hả? Ơi con tưởng ba chết rồi. Trời ơi, con cái bỏ nhà đi rồi bây giờ mày về mày nói tao chết là chết sao vậy? Trời ơi con nghe đồn á, nói triệu phú Quỳnh Văn Của chết rồi. Trời đất ơi, đồn bậy đồn. Trời cái cái. Dạ. Mày đứng xích ra tao coi coi. Mày làm cái gì mà tay chân mày dính mực tùm lum tùm la vậy cái? Cái này con xăm mà ba. Trời ơi, lúc này mày đặt xăm hình nữa. Dạ. Trời đất ơi cái. Dạ. Mày chơi bạn bè gì kỳ vậy cái? Dạ. Tự nhiên cái lỗ mũi mày nó đóng đinh vô vậy chi vậy? Trời ơi ba ơi, cái này là con model mới ba ơi. Trời ơi, model mới. Ba. Gì? Con nói ba nghe nè, ba ngồi xuống đây đi, con nói ba nghe chuyện này nè. Chuyện gì vậy? Con mời ba ngồi xuống đi. Trời ơi hôm nay mày lịch sự đột xuất với cái. Có chuyện gì mày nói đại coi. Đừng quýnh tao nha. Dạ con đâu dám mà. Rồi chuyện gì? Ba. Hả? Con có chuyện rất là quan trọng ba ơi. Nói coi. Con sắp cưới vợ rồi. Cái gì? Sắp cưới vợ. Trời ơi. Vậy mà quan trọng. Dạ. Đàn ông con trai lớn lên lấy vợ là chuyện bình thường. Chừng nào con trai lớn lên lấy chồng là chuyện quan trọng. Tao mười mấy bà đâu có quan trọng gì đâu. Trời ơi ba ơi, tại vì ba ngu. Gì gì gì? Tại ba khôn ba lấy nhiều bà chứ con ngu con lấy có con bà ba có một lần một. Ê, ê, ê. Hồi nào giờ mày đâu có đòi lấy vợ đâu, sao tự nhiên hôm nay mày đòi lấy vợ vậy? Đó bà nhớ không, hồi đó con tính đi tu nữa mà cái gì vậy? Vậy con rùi. Trời ơi con giết nó chết nó bay trước mặt ba đó. Trời ơi, tướng tá vậy mà ở đồ đi tu. Nó sát sanh như vậy mà ở đồ đi tu về trời. Con sợ không có người nói dòng quá ba ơi. Thôi con, thôi 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 con. Cái dòng dỗi cài chớn đừng có nói chi tội nghiệp con. Mà thiệt tình mày có muốn lấy vợ không? Có, con muốn lấy vợ mà con dẫn con ghệ con nó để ngoài kia kìa. Trời ơi đâu, mày dẫn cho tao coi coi. Ba ngồi đây ba chờ nha. À. Con dẫn vô cho ba coi ha. À. Nhớ nha. Trời ơi thằng này nó bệnh hả trời. Tướng vậy mà đồ đi tu kìa trời. Con nhỏ nào lấy nó cũng gãy tay sức tay gãy gọng mới lấy nó chứ ai lấy. Để tao coi con nhỏ nào dám lấy mày nha. Honey, anh nói Honey nghe nha. Ráng chào ông già đàng hoàng nha. Để có gì mình lấy tiền dâm. Ok, để đó cho em. Ba. Cái gì? Kìa. Ờ. Để tao chịu khó tao coi coi. Nhỏ cùi mới dám lấy mày. Ai dám lấy mày? Ba. Để tao coi mày. Đâu rồi? Được không ba? Hello. Xuống ba, xuống, xuống. Trời ơi, cãi ơi. Ba sao vậy? Nhồi máu cơ, cơ tim. Trời ơi, chờ tao một xíu. Thuốc tim tao đâu rồi? Ba không thuốc hả? Ờ, chờ tao một xíu nha Tài. Ghê quá.
1 3 Ai? Ba. Để tao uống thuốc cãi ơi. 4 3 Tao lại mày. Tao đang uống thuốc mày nói tao uống lộn sao? Mấy rồi? Bữa nay 18 tháng 5. Trời ơi, 18 tháng 5 tới ông nội tôi hả? Tôi hỏi là mấy giọt rồi? Chơi luôn. Xong là khỏe rồi. Cãi. Dạ. Bà nói. Bà nói. Hả? Bà nói con. Anh tôi chả chết kìa. Để anh. Tỉnh chưa? Tỉnh rồi phải không? Nó xuống rồi. Dạ. Ngồi. Thank you. Trời ơi, cãi ơi, cãi. Dạ. Tao thấy không được rồi, cãi ơi. Sao vậy ba? Không được rồi. Mày như dây mà mày đi chọn cái con nhỏ gì mà. Trời ơi, chọn con nhỏ gì mà cái chân nó dài như vậy. Trời đất ơi, cái mông nó dài. Cái ngực nó dài. Không được đâu, cãi ơi. Con mà lấy nó nha, cãi. Trước sau gì con cũng nhồi máu cơ tim giống như tao nha Cải. Tại tại con là con của ba. Hả? Quỳnh Văn Cải, con của Quỳnh Văn Của mà. Cái vậy hả? À... Trời ơi. Hả? Sao để người ta ngồi đây một mình vậy? Đấy, không được đâu Cải ơi. Tao thấy không được rồi Cải. Sao tao thấy không có môn đăng hậu đối chút xíu nào hết Cải ơi. Tao thấy con còn trẻ lắm. Ba già rồi Cải. Cũng gần đất xa trời rồi nha Cải. Không mấy, nhường ba đi. Ba biết nãy giờ con ngứa tai, ngứa chân lắm rồi. Ba biết rồi. Nhưng mà cái tật ba, bệnh chữa được mà tật trị không được. Trời ơi, dám giỡn mặt à. Mặc đồ gì kỳ quá. Nhìn cái muốn nhậu. Sao đây? Bây giờ con muốn về. Con xin tiền ba làm đám cưới phải không? Con nói ba nghe nè. À. Tiền á là chuyện nhỏ mà cái chuyện này mới là chuyện lớn nè ba. Con nói ba. Ờ. Lớn thiệt. Hả? Thế? À, không có. Con bướm. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Dìu quá. Thôi đi ba ơi. Con nói cho ba nghe nè, bây giờ đó ba thấy không? Con là có vợ rồi, nãy ba hứa. Bây giờ ba phải viết di chúc để lại gia tài cho con. Biết đâu nữa chừng ông ngủm cụ đèo rồi ai mà viết di chúc cho tôi. Ủa gì kỳ á? Sao tự nhiên mày đi mấy năm trời về rồi mày đòi tao viết di chúc lần sau vậy? Hả? Hay là tại cái này mày đòi viết di chúc? Đúng đó. Ba biết không, hồi xưa hoàng đế Napoleon đã từng nói: người đàn bà có thể khờ khạo trong tất cả mọi việc, nhưng về tiền bạc thì họ rất là thông minh và sáng suốt, đúng không Honey? Yes, you right. Right hả? Vậy bây giờ tao hỏi mày nè, mày có nghe hoàng đế Remy Martin nói không? Vậy? Remy Martin là ai? Trời ơi, không biết Remy Martin nữa hả? Dạ không. Remy Martin là anh em bà con chú bác với lại hoàng đế Napoleon. Dù gì? Ông ta đã nói là những người đàn ông thông minh và sáng suốt trên tất cả mọi lãnh vực, nhưng mà gặp gái cái nó ngu à. Trời ơi, chịu không nổi đâu. Trời ơi, em chán quá à. Cha con nó cãi hoài không có thấy tiền bạc với chương à. Thôi, bây giờ anh nói Honey nghe, Honey ra ngoài ngồi đợi hút thuốc đi. Ok, anh xử ông già này xong rồi anh ra với em. Lẹ lên nha. Em đi. Sao nữa? Nhớ nha. Làm dâu triệu phú em mới chịu đó. Được rồi. Trời ơi, nó cứ dích qua dích lại hoài. Ai chịu nổi trời. Cái thằng này nó con tôi không giống tôi. Không con gái gì đâu như hửi vậy. Gặp tôi là chết rồi. Làm dâu triệu phú đâu có đã đâu em. Làm vợ triệu phú mới phê chứ. Năm anh 20, má em mới sanh ra đời. Ngày anh 80. Anh đụng vô chứ. Không giỡn đâu, thôi được rồi. Tao thấy mày vậy tao cũng mừng. Thôi được rồi, cãi. Ba sẽ viết di chúc cho con nha. Đó, trời ơi, con thương ba quá ba ơi. Bởi vậy thôi, ba chia cho con phần nhỏ. Còn mấy phần kia ba chia cho 14 bà khác luôn ha.
Chuyện gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chuyện gì? Hả? Ông giận mặt với tôi hả? Trời đất ơi. Trời đất ơi, tôi là người có công với ông mà ông cho tôi có chút xíu à. Ông giỡn với tôi hả? Công lao gì mày nói coi mày. Ông nhớ không cái con bồ nhí của ông á? Ờ. Con Kim bắt chè ông nhớ không? Nhớ sao không nhớ? Tại nó mà tao bệnh tiểu đường á. Trời đất ơi. Bây giờ hả, tôi nói thiệt với ông nghe, hồi đó mà không nhờ tôi đứng ra mà tôi đỡ hả, tôi nói thiệt với ông hả, là má đánh ghen ông chết ông rồi á, cho ông biết. Ê, nè nè nè. Mày nhắc tới chuyện đó tao mới tức nha. Tao nhờ mày đứng ra đỡ giùm tao thôi. Tưởng sao? Mày đỡ nó lên giường luôn à. Trời ơi, cái đó accident chứ bộ accident, tôi muốn làm cái gì? Thôi thôi thôi. Tôi không thôi, có nói giỡn. Tao cái má 14 tôi ra biết. Rồi mày đứng giùm tao một cái 14, 15, 16 gì tôi không biết. Qua đi, tao lại mày. Nó mệt ghê vậy đó. À, trời cái gì vậy con? Hả? Cục cưng ơi, cục cưng, cục cưng ơi. Ủa, mới về hả? Nè, cái thằng cô hồn này là ai vậy? Má đừng nói nó cô hồn. Má là người sanh ra đó má. Đây là thằng Cải, con riêng của con á má. Con ảnh đó má. Dạ. Trời ơi, sao nó bự dữ vậy con? Dạ nó bự lắm. Mà biết không con, à con thương người lắm. Con không bao giờ tính cái chuyện mà dì ghẻ con chồng hết trơn á. Đâu bao giờ mà con kêu nó gọi con bằng dì đâu. Lúc nào gọi bằng má hết. Phải không con? Trời ơi má. Này má đẹp quá à. Vậy hả? Chừng nào mà má bước thêm bước nữa đó, má kiếm người xứng đáng rồi má. Ê cái thằng khốt đạn của tao nha mày. Đừng có vớt á. Đó thôi anh, trời ơi con đó mà. Thằng quỷ dữ nè. Không tắm mấy tháng mà sao người khó ngửi quá vậy con? Hả? Con mới có 4 tháng không tắm à. Nè, đi qua chào bà ngoại đi, má của má đó. Bà ngoại hả? Ừ. Em giống búp bê bị hư quá vậy. Ngủ đây đi cưng. Ê, chào ngoại. Thôi. Thằng này rồi mất dạy tao giả mày chết cha mày giờ mày. Má ơi má. Thằng này nó mất dạy kìa con, mới thấy không, nó muốn đánh má đi đâu, muốn đánh má mà. Trời ơi má ơi, nhìn mặt má này không đánh người ta thì có dài dám đánh má. Dữ vậy má. Cô có làm gì đâu, tự nhiên má đòi giả con. Rồi nó có dạy má ơi, mà con dạy thiếu bài. Trời ơi má ơi, má có gì ăn không cho con ăn đi con. Ăn cái gì? Hả? Ồ, ồ, ăn. Hả? Ủa, sao tự nhiên hôm nay má đòi hung con? Ê, có đâu, con đưa mặt cho vợ con hung kìa, tao hung mày chi? Ủa vậy có hả? Không, à, em muốn hung. Trời ơi, vậy mà anh tưởng anh sướng nghe. Trời ơi, đã quá, đã quá. Trời ơi, cục cưng của anh. Anh ơi. Gì đó, gì đó. Ủa tự nhiên hôm nay má con có hai người gãy xương sống hả? Tự nhiên, gì kỳ vậy? Anh là giữ hạnh phúc gia đình đó. Ủa? Anh không biết gì hết. Anh ơi, em thương anh dữ lắm á. Trời ơi, vậy hả? Em nhìn anh á, em thấy thương quá. Trời coi kìa, coi cái mái tóc anh kìa. Cái gì đâu mà nó bạc trắng. Trời trời, đừng Mai Liên ơi, tội nghiệp anh lắm. Sao? Già cả rồi, anh có tóc bạc đừng có nói tóc bạc. Chứ nói gì? Em phải nói là xương trắng trên miền quê ngoại. Trời hay quá. Thằng rể má hay ghê vậy nè con. Còn thôi, em thương anh nhiều hơn nữa đó nha. Anh biết. Tại vì da của anh đó, da anh đó xếp ly nhăn. Đừng em ơi. Trời ơi anh sợ ba cái đó lắm. Sao? Trời ơi, da có nhăn đừng có nói như vậy. Chứ nói sao? Nói là lối mòn về dĩ vãng. Trời ơi văn chương nữa con ơi, văn chương hay quá. Mà mắt anh kìa nó thụt sâu vô nhà. Đừng em ơi. Trời ơi, cứ lôi ba cái già ra nói hoài. Già sợ nhắc mấy cái đó lắm. Uh-huh. Mắt có sâu á, phải nói là thông lũng tình yêu. Trời giỏi ghê vậy đó. Thằng rể má khoái văn chương con. Văn chương. Anh ơi, gì em nói anh nghe nè. Nếu như đó mà đời em nó mà thiếu anh thì em sẽ... Anh tránh ra giùm em cái, tránh ra. Ủa? Thiếu anh thì đời em sẽ chết. À, giỏi. Hay quá. Tạ độ đàng hoàng, tạ độ đàng hoàng. Tạ độ. Nhức đầu quá, nó học bài má nhức đầu quá. Tạ độ đàng. Cái gì má? Ủa má cũng có bầu nữa hả? Có. Cái bụng nè, cái bụng con tự nhiên nè. Má chỉ cái bụng con tưởng má có bầu luôn. Anh ơi, con cái chuyện này quan trọng lắm nè. Chuyện gì? Anh thì càng ngày càng gần đất xa trời. Mà con của chúng ta thì sắp sanh rồi, anh biết không? Đó cho nên bây giờ mình phải lo tương lai cho con đó. Anh phải để làm sao tài sản này để mình lo cho tương lai con. Vì anh biết không, con là quan trọng lắm đó. Anh biết. Coi như là ha, không phải ai muốn có con mà có đâu nha. Đúng rồi. Con là trời cho đó. Đúng rồi. Như em với anh nè, lấy nhau 2 năm rồi, đâu có làm ăn gì đâu mà em cũng có bầu thế không? Trời ơi. Con nói gì mày điên hả? Sao? Đất sét ơi, trời ơi, cái này là con của chồng mày. Con của con đó con. Đâu có đâu. Trời đất ơi.
Tao nói xong mày nói vậy đi. Hả, cái gì? Tao nói xong mày nói vậy. Dạ thôi, má nói sao con nói vậy chứ con mệt quá con không suy nghĩ nữa. Nói vậy đi. Rồi đó thôi. Má nói đi. Má nói đi. Đồ ngu. Hả? Đồ ngu. Đồ ngu. Hả? Trời đất xí. Hả? Đất xí thôi. Trời ơi. Bà lại đây bà. Trời ơi. Trời chắc con chết sớm quá trời. Cái gì bà? Sao? Bà ngu bà chưa cho tao ngu sao bà dành bà ngu mình vậy bà? Sao gì nè? Tao mới viết sẵn cái gì chút này rồi. Giờ vô thẳng vấn đề đi. Con mà không bắt nó ký cái gì chút này nha, má tự con, nghe chưa? Cái xét gì vừa thôi. Mệt quá má. Đi. Má. Trời ơi. Vợ tôi với má vợ tôi hôm nay kỳ vậy trời. Cái gì mà đất sét với đất trùng vậy? Anh. Cái gì nó cưng. Anh ơi anh. À. Trời ơi em mệt quá. Anh biết. Bầu bì sắp tới ngày sanh nở rồi em mệt quá. Anh biết mà anh biết. Mà nếu mà má mà buồn em còn khổ hơn nữa đó. Anh biết cục cưng ơi. Giờ anh về nè, thực sự là tại vì má thương em, thương cháu ngoại, thương anh. Má sợ anh chết bất tử rồi không có ai nuôi con em. Cho nên má viết di chúc nè, để có gì anh ký vô giùm em luôn nghe anh. Ủa, cái gì kỳ vậy trời? Sao? Tài sản của tôi không viết, tự nhiên má vợ tôi viết à. Không viết giùm em, tại vì em mệt quá, em không muốn suy nghĩ, viết giùm em. Anh em đọc cho anh nghe, anh ưng một cái là anh ký liền nghe. Rồi đọc nghe thử anh. Coi. Rồi bắt đầu á. Ngộ quá. Di chúc. Hôm nay kinh thành ánh sáng bước vào thu, dòng sông Sen đang mặc áo sương mù, đang nhìn tôi mà khoe nước biếc, khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa. Chút gì viết gì văn vậy trời. Tôi Triệu Phú Huỳnh Văn Của tự nguyện viết di chúc này lúc trí óc còn minh mẫn, còn tỉnh đó nha anh. Còn tỉnh lắm em ơi. Thân thể còn ngon lành, còn dư sức em. Dạ. Không có ai dí xuống ép buộc. Di chúc gồm hai điểm như sau. Tôi để lại cho vợ tôi là Nguyễn Thị Mai Liên chỉ có một chút xíu tài sản thôi, gồm tất cả nhà cửa tiền bạc tư trang của tôi. Trời ơi, tội nghiệp má em ghê vậy đó à. Để cho em có ít tài sản quá. Còn thằng con riêng của tôi là Huỳnh Văn Cải, tôi để lại cho nó một tài sản rất to lớn là chiếc Renault đời 90 để nó chạy vòng vòng. Trời ơi, má em công bằng quá à. Trời em ơi. Có chút xíu rồi còn nó nguyên chiếc xe bự vậy đó à. Má em công vòng với công bằng. Hả? Tài sản chia gì kỳ vậy trời. Anh ơi, anh ký giùm em vô được không? Hả? Để lo cho con mình đi. Hả? Anh ký, anh ký vô. Cái gì tài sản? Cái gì? Cái gì? Con mới là con của ba con nè. Con cũng có tờ di chúc nè ba. Trời ơi, kỳ vậy trời. Bây giờ con tài sản của ba mình nay nó giết à. Có bao nhiêu cái hết trơn à. Tôi ký tên dưới đây là Triệu Phú Huỳnh Văn Của, viết di chúc này để phân chia tài sản như sau. Con trai duy nhất của tôi là Huỳnh Văn Cải. Con nè. Được không? Được hưởng 5 triệu đô la tiền mặt, 2 căn nhà và 1 tiệm bán dầu thơm. Vợ bé của tôi là Nguyễn Thị Mai Liên được hưởng 1 tiệm bán mắm. Sau khi tôi chết, di chúc này không được thay đổi bất cứ điều nào. Ký tên Huỳnh Văn Của. Trời ơi trời. Trời ơi. Nay ngày gì tự nhiên tự viết. Bà ký đi, con là con của ba. Ký đi vậy. Đây nè, má viết này cho má này với chút để lại cho má vợ nữa nè. Trời ơi trời ơi. Nè con. Trời ơi. Má vợ. Trời ơi đánh đi trời. Tài sản của tôi. Cái bà này đâu phải. Trời ơi. Má vợ không có quyền hưởng, con nói gì cũng vậy. Con là con. Tôi là con của ông. Được, má là má vợ. Hai người này không phải ba. Cái gì vậy? Nhưng mà nó vợ. Tôi là con. Trời ơi. Không được rồi. Phải đứng dậy. Cái gì vậy? Đẻ hả con? Đẻ hả? Không phải đẻ. Chứ gì? Hình như nó muốn móc di chúc ra nó đặt hay sao? Đẻ rồi. Hả? Đây còn có di chúc nữa nè. Con dâu nè. Đó, đó. Bà thấy không? Bà thấy không? Cái gì? Di chúc của vợ. Cái này cũng di chúc. Bây giờ cái này. Di chúc. Cái này. Hai cái double. Cái này. Chúc. Trời ơi. Chịu không nổi. Ký đi anh. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xỉu hả? Xỉu hả? Xỉu. Xỉu hả con? Dựa vô con. Dựa vô. Trời ơi. Già quá. Trời đất ơi. Anh ơi đây nè anh. Anh dựa cho đây nè anh. Trời ơi. Quái quá. Ba. Đi đi dâu nè. Dâu nè. Đầy nhựa sống. Đi đi. Vậy thì xỉu. Trời ơi. Má, xỉu. Không ai ký. Con đi lấy dầu. Nếu định vậy nó ký chứ. Dựa không ai vậy nó ký. Ba. Ba. Con nghĩ cho con không ký. Con mới chết rồi. Ký này rồi chết. Con không vậy chứ. Ba ơi. Có chưa con chưa? Rồi. Có chưa? Cái gì vậy? Má ơi. Hả? Con thấy dầu mà con thấy cái này. Cái gì vậy? Di chúc của Huỳnh Văn Của. Hả? Nó sẽ đăng em con. Buồn quá. Ôi. Ôi. Kéo mặt lại tôi đẻ bây giờ đó. Tôi không đọc được bây giờ đó. Đọc nghe. Đâu coi. Chúc thư của một người mang tên Huỳnh Văn Của để lại cho con trai và vợ hiền. Ý, nó con của má. Mừng quá. Huỳnh Văn Cải yêu quý của ba. Ba
đầu sự nghiệp bằng nghề bán bánh mì xíu mại. Mua một đồng, bán ba đồng. Chắc chiêu dành dụm để trở thành triệu phú. Con là con trai đầu lòng của ba. Người đã chia ngọt sẻ bùi với ba nhiều nhất. Nên tất cả những gì có được ngày hôm nay, ba sẽ dành cho con phần ưu tiên. Kỳ em hả? Yes! Đọc tiếp con. Đi. Con, yên mày. Em Mai Liên thương yêu. Thì con rung quá. Đọc con. Anh bắt đầu sự nghiệp bằng nghề bán bánh mì xíu mại. Có nghề này khoe hoài quá. Mới đầu anh làm xíu mại bằng thịt heo, sau đó đổi qua thịt chuột, cuối cùng là thịt ruồi. Trời ơi. Nhờ mánh mung như vậy anh trở thành triệu phú. Em là vợ thứ 14 của anh và là người sống với anh lâu nhất 2 năm trời, nên tất cả những gì anh gầy dựng được ngày hôm nay em sẽ được hưởng tối đa. Ủa gì kỳ vậy? Ủa từ im tiếp, từ từ đọc tiếp. Đọc tiếp con. Nay Quỳnh Văn Của xin tiết lộ một bí mật. Trời ơi, con rung quá. Đọc tiếp. Dạ, tiếp con rung quá ơi. Con để cho má vợ không con? Dạ. Người ta gọi anh là triệu phú nhưng thật ra anh đã phá sản lâu rồi. Hả? Lý do anh bao bọc 14 con vợ và 29 em bồ nhí trong suốt hơn 60 năm cuộc đời. Rồi giờ đây anh không còn đồng xu dính túi, nợ ngập đầu. Vậy em Mai Liên và con Quỳnh Văn Cải hãy thay nhau bán bánh mì xíu mại để trả nợ giùm anh. Trời ơi. Nếu không đủ sức nhờ bà má vợ không trả luôn. Nhưng tới cô mới ngậm cười nó chín suối. Không được. Kêu nó vậy nó ký nợ. Để con coi, Có sao không vậy hả? Sao bác sĩ? Xin lỗi, chúng tôi đã tận sức rồi đó mà.